Bố mẹ ơi. Mẹ. Mẹ làm sao thế? Màu xanh đấy à con? À? Hôm nay mát trời, tự nhiên bụng mẹ nó dơ trứng. Từ sáng bị cô nuối 5-6 lần. Sợ mẹ đau rát quá con ạ. À? Thế nhưng sao đau bụng? Mẹ này ôm ở dưới thế kia. Đây. Nó đây. Thế mẹ nó bụng đi ngoài thì liên quan gì đến miếng rẻ này? Sao này không liên quan? Mẹ dùng nó để đi vệ sinh mà. À? Mẹ còn thú đầy túi đây này. Em mày đau rát chứ? Nếu từ giờ đến tối mà đi vài lần nữa chắc mẹ không chịu nổi mất. Mẹ ơi là mẹ, là phải dùng giấy vệ sinh chứ. Sao lại dùng miếng giả thế kia? Bảo sao hôm nay chẳng đâu với rác. Đây. May mà hôm nay con lên TikTok xong treo được 2 thùng giấy giúp vệ sinh, giá cực rẻ luôn. Con để ở nhà dùng 1 thùng, còn mai sang cho bố mẹ dùng 1 thùng đây. Mẹ xem này, cả 1 thùng giấy với 6 quần to đô như thế này mà giá chỉ có 100k một tí thôi mẹ. Mỗi 1 quần giấy này tặng 1280 tờ, mà giấy 4 nước, chất liệu thì bằng một gỗ nguyên chất nên rất là dai, không bị bột nhũn trong khi sử dụng đâu mẹ nhé. Không chỉ có vậy đâu, mẹ còn được tặng kèm 2 bông dán treo tường như thế này cơ. Móc dán này là có thể dán vào bất kỳ đâu, vào tường hay vào bồn tắm hay nhà vệ sinh đều được nhé. Và mẹ chỉ cần đấy, treo cái bịch giấy lên như thế này là được rồi. Cách dùng thì cũng rất là đơn giản, mẹ chỉ cần xé cái miếng ni lông ở bên dưới này ra thôi. Sau đó thì mẹ sẽ rút giấy vào sử dụng thôi. Đây, rất là đơn giản nhé. Và dùng tới đâu ấy, thì mẹ rút tới đấy, lên rất là tiết kiệm và sạch sẽ nữa. Lại có loại giấy, vừa tốt vừa tiện dụng thế cơ à? Đấy, không có bao nhiêu đâu mà mẹ phải tiết kiệm chứ. Cả một thùng giấy to đồ như thế này thì bố mẹ dùng đến bao giờ mới hết? Đâu, thế cho mẹ sò xem nào. Vứt bố cái này đi. Ôi trời ơi, đây, mẹ nhìn xem. Giấy mịn thật đấy. Này còn dai nữa chứ. Tốt thật con ạ. Đưa giấy cho mẹ. Mẹ lại bị cụ đuối nữa rồi. Nhanh lên. Sắp ra quần rồi. Mẹ đi cẩn thận đấy. Không nào.